anh này hôm nay em cũng được, em đâu có thua kém quá trời đúng không? Em là không bao giờ thua kém gì hết, bởi một mình em nó một kiểu à. Ờ đúng rồi. Cảm thấy em cũng thấy em là kiểu anh chỉ cảm thấy rằng là từ cái ngày em mà tên xuất hiện á. Dạ. Nó rõ ràng lắm, before and after. Ờ. Mình lại nói sai, mình lại nói lớn rồi. À không, anh cái này là anh nói đúng, anh nói đúng nha. Bởi vì anh sẽ là before, còn em sẽ là after. Mà cái đó là cái kết, không có hậu đâu. Ôi, Tiên cũng xuất hiện trong chương trình của mình tiếp theo rồi. Dạ. Cho nên hả, chị cảm thấy có em xong rồi chương trình nó có gì đó nhìn nó đúng ra rõ ràng là nó sáng sủa hơn thiệt. Cảm ơn. Và mong là những cái sáng sủa đó nó giữ lâu dài với anh chị nhá. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Chào mừng quý vị đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Sài Gòn Live thực hiện. Và cũng cảm ơn đến Trend Tips, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, đã cùng đồng hành với chương trình. Và quý vị hãy đón xem chương trình vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hai anh em mình đứng đây là đúng là hai con số 2, vừa đúng số tập luôn. Nhưng mà nó có thiếu gì không ta? Thật ra thì anh biết sao không? Anh gặp em á, em nghĩ là anh sẽ đủ thôi, anh không có thấy thiếu gì cả. Nhưng mà em thấy từ cái ngày mà anh gặp một người khác ở với em, anh cảm thấy thiếu. Tại vì người đó quá đẹp. Và hôm nay cũng phải mời người đó thôi. Tại vì đó, anh nói là anh đang cảm thấy nó có gì đó thiếu thiếu không. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với Hoa hậu Thùy Tiên. Tiên ơi, Tiên à. Dạ. Từ ngày mà em xuất hiện trong chương trình này thì chị cảm thấy là chị là giống như là một cái gì đó dư thừa ấy. Ủa sao vậy chị? Trước đây á là anh họ rất là chiều chị á, rất là thương chị lắm. Nhưng mà tự nhiên từ ngày mà có em á là anh nói là hả, sao cứ tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu mà ở chung với chị mà đang nói câu đó. Nó có những cái điều á mình nói sai, nhưng mà nhiều khi mình lại lỡ mình nói lớn. Đó, mình đã nói sai mình lại còn lỡ mình nói lớn. Bởi vì sự thật là với Ảo thuật sắc đẹp á, dạ, Harry là một cái phần không thể thiếu. Dạ đúng rồi. Thế nhưng mà tại sao mình vẫn thấy thiếu thiếu? Bởi vì khi mà Harry chưa mở miệng ra nói thì mọi thứ không gian nó im lặng lắm. Nó thiếu lắm. Không, nhưng mà Tiên ơi, không biết sao cho em mỗi lần em xuất hiện lúc nào em cũng thấy rất là đẹp luôn. Trời ơi, cảm ơn chị. Mà rất chị là hợp với chương trình. À, nhưng mà là ảo thuật sắc đẹp mà thì đúng không chị? Không, đúng là kiểu ảo thuật sắc đẹp thiệt. À này, hôm nay em cũng được, em đâu có thua kém quá trời đúng không? Em là không bao giờ thua kém gì hết, bởi một mình em nó một kiểu à. Ờ đúng rồi. Em cũng thấy em là kiểu riêng. Anh chỉ cảm thấy rằng là từ cái ngày em mà tên xuất hiện á. Dạ. Nó rõ ràng lắm, before and after. Ờ. Mình lại nói sai, mình lại nói lớn nữa. À không, anh cái này là anh nói đúng nha. Bởi vì anh sẽ là before, còn em sẽ là after. Mà cái đó là cái kết, không có hậu đâu. Ôi, Tiên cũng xuất hiện trong chương trình của mình tiếp theo rồi. Dạ. Cho nên hả, chị cảm thấy có em xong rồi chương trình nó có gì đó nhìn nó đúng ra rõ ràng là nó sáng sủa hơn thiệt. Cảm ơn. Và mong là những cái sáng sủa đó nó giữ lâu dài với anh chị nhá. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Lần sau yêu cầu biên tập nha. Dạ. Đừng sắp cho mình đứng giữa nữa được không? Ủa sao vậy anh? Mình đứng giữa xong cứ bên này quăng qua bên này, bên này quăng qua bên này, mà mọi người cứ quăng nhau mà nó vào giữa mình không à? Em thích vậy đó. Em thích kiểu như là anh phải đứng giữa và anh phải chứng kiến những cái mà rất là khó xử. Tại vì Harry rất là mê chọc ghẹo anh Trung. À, dạ. Rất là mê, và chị nghĩ là chắc chắn kiểu gì em cũng sẽ mê giống chị em thật. Em cũng mê, em cũng bắt đầu mê mê. Đúng không? Đó. Kính thưa quý vị, vậy là anh em tất cả mọi người cũng hội ngộ xong hết rồi. Và bây giờ thì... Từ đúng rồi đúng không anh? Bây giờ là hết thấy thiếu rồi đó. Em hiểu thiếu chỗ nào rồi, vậy em hiểu. Bây giờ là mình hết thấy thiếu rồi đó, mình lại thấy đầy đủ rồi đó. Dạ, hồi ngộ đầy đủ tất cả rồi. Đúng rồi. Dạ. Lại sai nữa hả? Thôi. Đâu có sai gì đâu. Em vẫn nói, em vẫn rất là đúng. Đúng em luôn. Mà cái nụ cười của em hôm nay hơi giống anh Nam Trung đó nha. Nha. Tiên không ngộ không anh nha. Dạ, thì trước khi gặp cái gì tiếp tục thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát nha.